quay lên trên thì nó tối nhưng mà nó bay, mình quay lên trên mình thấy nó bay. Trời ơi. Đây nhé, mấy cái chân trắng này là cức của cò không đấy, khủng khiếp lắm. Wow, có thể bây giờ thời điểm này là cái thời điểm mà có thể là chiêm ngưỡng cò nhiều nhất trong ngày, bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm mà nó về tổ. Có thể những ngày, những cái thời điểm khác của ngày thì có thể sẽ không có nhiều bằng thời điểm này đâu. Nếu mà muốn coi cò thì có thể là đi lúc sáng sớm, lúc mà cò bắt đầu thức dậy đi kiếm ăn, lúc đó cũng rất là nhiều. Nó cò rất là nhiều. Ở đây thì thấy là đa phần là giống cò trắng, đầu trắng toàn thân, và ít hơn chút xíu thì có loại cò mà có đầu vàng, lốm vàng, và có những con cò đen thì cũng nhiều nhưng mà lại khó thấy hơn cò trắng ở trong cái thời điểm hiện tại này. Điểm này thì ở xung quanh thì có thể thấy là cò khắp mọi nơi nhé, nơi đâu cũng có, nhiều lắm. Tổ trứng thì ỉa rụng khắp mọi nơi, thì nó đẻ khắp mọi nơi thì chủ vườn người ta cũng lụm vào, người ta cũng kinh doanh bán 15.000 một trứng, hơi nhỏ, nó nhỏ hơn trứng gà, nhỏ bằng cái trứng gà so đấy. Đây xa xa đây thì mình thấy cào cò đen đậu rất là nhiều này. Đây là những con cò đen này, gọi là cò đen thực chất thì nó có tên gọi khác nhưng mà không có rành gì rồi, kêu bằng cò đen thôi. Đây là khu vực vườn cò Bằng Lăng, cho ai chẳng biết thì chỉ việc gõ Google sẽ biết ngay. Ở đây người ta xây dựng một cái cửa tháp cũng hơi vừa vừa, tầm chừng 10 mét cho mình lên đây mình chiêm ngưỡng. Đúng thật là chỉ cần mà vào khoảng thời điểm từ 4:30 có mặt ở đây thì sẽ thấy được là lượng cò về rất là đông và đầy đủ. Có những con cò non có thể thấy là cái lông của nó còn chưa có hay lắm. Khung cảnh rất là đẹp, xung quanh là toàn là tiếng chim chóc. $20.000 một người vào đây. Vào đây thì các anh chị em có ai muốn vào đây thì nhớ mang theo nón nha, nón lá thì tốt để tránh bị bơm vỡ trên đầu. Dưới đây là nguyên cả một màu trắng. Có thể nói đây là một cái toilet khổng lồ của bọn cò đấy. Wow, gió. Có những con cò nó đang cú ở trong đây nữa, rất là nhiều. Nhiều lắm, trong cây rất là nhiều.
trong một cái cây như vậy á. Đây đây có cái tổ, em thấy trên đây có mấy cái tổ này. Nó sâu trong rồi nó trắng 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 này mình không thấy được nè. Đây mấy cái tổ cò đây. Mình tưởng ở ngoài mình nhìn xa mình không thấy nha, mình đợi gần đi. Mà nó có con cò nó ở trong cái cây á, nhiều lắm. Giờ này là giờ về của nó nè, về tổ nè. Quá trời luôn, càng ngày càng nhiều. Có những cái cây là trắng xíu luôn á, mình thấy ở ngoài là ở trong á. Ủa nó tha rồi, nó tha. Tha một cái nhánh cây, tha nhánh cây cho nó miệng đó. Tha một cái nhánh cây cho nó miệng đó nè, nó ngậm nhánh cây này đó. Giờ này giờ à, cái mùa này chắc lập tổ để sinh sản. Mọi người ơi, quá trời rồi, ngập này trời hết trơn, còn ngày nó còn về nhiều hơn. Thấy nó tới đây là nó